quy trình xử lý hoàn chỉnh ứng dụng công nghệ SBR bao gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, xử lý sơ bộ. Giúp loại bỏ các rác thải, loại bỏ dầu mỡ. Ổn định lưu lượng nước thải và nồng độ chất ô nhiễm tại bể điều hòa. Giai đoạn 2, xử lý hóa lý, bao gồm các khối bể, phản ứng, keo tụ, tạo bông, thực hiện đảo trộn và phản ứng giữa các chất ô nhiễm và tác nhân keo tụ để làm sạch nước, xử lý các chỉ tiêu ion kim loại nặng, TSS, độ màu, một phần chất ô nhiễm hữu cơ, bể lắng hóa lý, giúp lắng bông keo tụ để loại bỏ chất rắn lơ lửng và kim loại nặng. Ở giai đoạn 3, quá trình xử lý sinh học bao gồm bể selector và bể SBR, pha 1 và pha 2, điền đầy và khối trộn. Pha này diễn ra quá trình xử lý nitrat tồn dư trong bể, quá trình oxy hóa các chất hữu cơ và nitrat hóa amoni có trong nước thải. Nước thải được tiếp nhận đồng thời trong pha phản ứng, có hồ lưu bùn trong suốt thời gian phản ứng, về trộn với nước thải đầu vào tại ngăn lựa chọn vi sinh vật selector. Sục khí và phản ứng. Không khí cấp cho pha phản ứng hữu khí sẽ được cấp bởi máy thổi khí để cung cấp cho quá trình tổng hợp các tế bào vi sinh, để chuyển hóa tối đa tải lượng các chất ô nhiễm thành tế bào vi sinh vật. Pha 3, lắng. Sau pha phản ứng, việc sục khí dừng lại, bùn sinh học lắng xuống đáy bể tạo thành lớp nước trong phía trên. Pha 4, rút nước. Nước trong được rút ra khỏi bể, dẫn tới bể khử trùng. Giai đoạn 4, xử lý hoàn thiện. Nước thải sau khi xử lý từ các công đoạn hóa lý sinh học tiếp tục được xử lý tại bể khử trùng bằng dung dịch LAOCl để tiêu diệt các loại virus và vi khuẩn gây bệnh. Sau đó đi ra mương quan trắc, đảm bảo nước thải đầu ra đạt các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường. Cụm bể xử lý sinh học SBR được thiết kế gồm có hai khối hoạt động theo mẻ liên tục. Thời gian hoạt động của mỗi chu kỳ là 4 pha như nhau. Toàn bộ quá trình xử lý sinh học chỉ diễn ra trong một bể, không cần sử dụng bể lắng và chu kỳ diễn ra ngắn, 6 giờ trên một chu kỳ. Bên cạnh đó, bùn sinh ra từ hoạt động xử lý nước thải được phân loại và thu về bể chứa bùn sinh học và bể chứa bùn hóa lý tương ứng. Sau đó được nén và tách nước giảm thể tích bằng các thiết bị chuyên dụng rồi được thu gom xử lý theo quy định.